Bây giờ các bạn độ hai chục bạn chat ok là xong, hai chục bạn bắt chat bé thì mình lại cho to lên một tí đấy, cũng không phải khó khăn gì cả. Vâng, và bây giờ thì VP họ còn cho mình đó là 20 giây trong cái reserve time để xem là VP sẽ làm gì đây. Đúng rồi, cái tông màu ở bên Clinfit thì nó cũng hơi khác bình thường một chút, thế nên là anh em sẽ thấy hơi lạ lạ, nhưng mà thật sự thì cũng nói chung là nó vẫn ở trong cái tầm mức là chấp nhận được, chứ không phải là quá xấu gì cả. Để xét với cả Clinfit TI thì tất nhiên là sẽ không bằng. Em đang thấy một hình so sánh cả hai team đúng không? Một bên thì cực kỳ mạnh về cái crowd control, đó là bên phía của team Hellraiser, khi mà họ có cho mình đó là Void. Đấy là cái lồng. Đúng rồi, thực sự thì một cái lồng nó đã tăng cái chỉ số crowd control lên mắc luôn. Trong khi đó thì bên phía của VP thì sao? Họ đang hơi thiếu về những cái CC. Vâng, và đó là Pistolback. Một con BB CC, à? Thế thì cái vấn đề CC đó cũng sẽ là không tăng không, lên đâu. Chính xác hơn là cái vòng vàng ấy là đang thể hiện VP. Vòng vàng VP. Ờ, lạ nhở. Cũng bởi vì cơ bản là bên phía của team HR thì họ có một cái lồng, nhưng mà những hero khác thì CC không bằng. Em đang thấy cái lao thớt này nó cũng hơi sai một đoạn này. Nói chung mình nhìn cũng hơi lằng nhằng. Ừ, trông kiểu không được. Bây giờ mình cũng không biết là cái bên nào là hiện ra của team nào ấy, cay dã man. Một cái trên một cái dưới không, đó. Em nghĩ là cái bên phải là của VP rồi, tại vì lúc anh thấy không? Là họ hoàn thành rồi. Pick con BB ấy là tự nhiên nó lại tăng lên. Là hoàn thành rồi. Ừ. Công nhận. Cái bên này, phải là của VP nha anh em. Cái này là bọn mình cũng sẽ là phản hồi lại cho ESL. Đúng. Để mà họ phản hồi lại cho cả cái bên sáp này, gọi là làm cho nó chuẩn chỉ hơn. Vâng, vậy là sau khi có hớt ca thì bây giờ độ tanh của bên phía Hellraiser tăng lên mắc rồi. Chúng ta sẽ cùng xem Kasani, hay chính xác hơn là đọc là Sunny nhỉ? Tại vì cái chữ K lại không có chữ đằng sau. Thôi đọc là Sunny đi. Sunny thì có cho mình hớt ca, Phanik một con Void Spirit, Roger cầm Miranda. Vậy là trận đấu này Nick sẽ cầm cho mình một con Void, một con hero mà có vẻ như là không phải là gọi là cái sở trường của anh ta chắc. Mình xem Nick chơi những cái con như kiểu là AM, như kiểu là Naga rất là nhiều, nhưng mà con Void này có lẽ là một con hero khác rồi. VP thì sao? I Like To Win, một trong những người mà nhận rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều. Ngày xưa em nhớ là I Like To Win đã từng stand in cho khá nhiều team, nhưng mà đa số là đều không thích. Có một đợt thì anh ta đã nổi lên như là một player sáng giá của CS rồi, nhưng thật sự thì I Like To Win em nhớ là em của Ibex đúng không? Em của Ibex, em trai. Không phải Ibex đúng không? Ừ. Em của Ibex là Pikachu. Pikachu à? Ừ. À, Pikachu ở trong cái team team gì? Nói chung là Pikachu ở CS. Ừ. Thì I Like To Win là người khác. Em trai ai vớt là Pikachu. Sau đây anh em mình nhớ nhầm một tí. VP một line up mà Renzo cầm một Power Rider để xem ở trong trận đấu. Cay dã man rồi nhá. Khi mà hết màn bích thì đang phát nhạc vài giây sau đó lại mới vào game thế. Cay ở kiểu gì ạ? Mà lại lại game thì cay chứ mà. Không hợp lý đúng không? Còn thế các kiểu bằng cắt tôi chứ còn tôi nhất gì đâu. Tôi mình thích mà. Bây giờ anh biết là game luôn rồi anh em khoảng 30 giây thôi. Hello anh em. Vâng. Thế gọi là chám vào một tí trong cái khoảng có nhạc được không? Đấy anh em thấy đấy, cứ gọi là vào game một cái là mình sẽ cởi áo vest ra. Đấy. Thật ra thì mấy ông gọi là châu Âu ấy, chắc làm ăn cũng bình thường thôi. Thôi cũng được, nói chung là công nhận là cái gọi là cái luận đề em không được sai cả. Ở đâu cũng có một thằng ven thỏ, ở đâu là cũng có những cái gọi là production nó không hợp lý lắm đấy, cái gì mang tính thử nghiệm. Bây giờ thì chúng ta chờ một chút anh em ạ, còn phải ngồi xem hai ông này mấy giây thôi mệt dã man. Nhạc bản quyền này thì nhạc này là bọn mình thì ở trong ESL rồi anh em ạ, không sợ bản quyền đâu. Đây rồi, lại có game lại quay trở lại game ngay thôi. Em nghĩ rồi, tức là nhá, khi mà nó chuyển sang màn hình đấy, anh em mình sẽ chuyển sang cái màn hình mà có chat. Chuyển sang màn hình có chat với cả có game luôn. Có màn hình đấy thì hoặc là chuyển anh em mình để gọi là đúng. Chém gió thằng gì đi. Ờ nhạc đấy là của ESL, cái Clinfit ESL đưa cho bọn mình mà. Anh em lại bảo bản quyền. Nhạc đấy là ESL cho bọn mình chạy anh em ạ. Nên là anh em không phải lo về cái vấn đề đấy. Thôi bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào game đấu này. Bên phía của Hellraiser họ ra quân với một cái đội hình mà em nghĩ là em sẽ
favorite trận đấu này hơn cho Hell Ranger. Thực sự em thích một con Hurtka. Một con Hurtka. Ơ, cái item tham binh là như nào? Nó hiện ra trạng phở mà có gì hiện nhầm. Cái dã man mấy cái ông này. Mấy ông cứ đưa thông số làm gì đấy? Đau hết cả đầu. Chả hiểu kiểu gì anh em ạ. Nhưng mà chắc là bên đấy là cũng đang gặp một chút vấn đề. Vâng, JX với một con Nick Assassin đang có tỷ lệ thắng là 100%. Wow. JX đánh Nick Assassin hay như vậy ư? Dã man. Mình chưa kịp đọc hết những cái thông số nhưng mà có vẻ như là thật. Và giờ thì JX sẽ bị bớ vào đến từ bên phía của Mimoska cũng như là Roger mà thôi. Một mạng dành cho JX rồi. Vừa khe xong trên luôn. JX chết rồi. Cái việc mà anh ta tỷ thắng 100% thì nó cũng phản ánh hai vấn đề. Một vấn đề là có thể là một vấn đề là anh ta chơi ít nữa. Và vấn đề là khi mà anh ta cầm một hero này thì rất là mạnh thì chúng ta biết rồi, bởi vì 100% tỷ lệ thắng. Nhưng mà có một vấn đề nữa là anh ta sẽ chơi ít thì tỷ lệ thắng anh ta mới cao. Mà chơi ít thì chưa chắc đã là hay đâu. Ở đây thì Bissell Back của No One cố gắng kéo Horus nhưng mà mất đi hai con rồi. Thế này thì anh ta phải quay lại để lấy level, không thể nào chỉ lấy của hai con tay ngắn mà anh ta kéo đi được. Ở đây thì deny rất tốt đến từ Sunny rồi, mất cả hai con. Trong khi đó thì Roger liên tục là bắn vào đầu người đồng đội cũ của mình. Mình đang cao này. Gọi là em đang thấy một cái hình bóng của người anh ở Việt Nam. Anh Lead cầm một con BB đi kéo creep. Nhưng mà bây giờ thì có vẻ như là Hurtka vẫn đang giữ được lượng creep ở mid rồi. Và đầu hoàn sẽ gặp khó một chút. Khu vực dưới bot lên thì Mimoska đang đánh tay bo với cả JX. Nếu mà nói về cái khả năng đánh tay bo thì em nghĩ là lúc đầu thì cái con điếp tờ này vẫn lợi hơn một tí. Khi mà giật điện nó gây lượng sát thương rất là lớn. Vẫn là lợi hơn bởi vì khi mà giật thì có cả slow cả tốc đánh nữa. Làm cho Nick Assassin không thể đấm được. Tương đối khó chịu đến từ cái skin Thunder Strike đấy. Vâng, vậy là con gà của anh chàng Nick vừa chết rồi. Jack là cường người có cho mình con gà đó. Khu vực mid lane thì có vẻ như là no one. Xem nào, hiện tại anh ta đã có cho mình đó là 4, 5 con creep, trong khi Hurtka là 6. Nhưng mà Hurtka deny đến 4 con. Đồng nghĩa với việc là cái lượng XP dành cho anh chàng Mr. Back không phải là quá nhiều. Dưới bot lên thì sao? Wow, Void với 7 con creep rồi. Void thì vẫn đang thoải mái khi mà Bad Rider chưa có level thôi. Khi mà Bad Rider của Nick Assassin có tổng khoảng độ level 3 thôi. Nói việc là họ nghĩ đến cái việc giết con Void là có thể rồi. Ở đây thì sẽ đang cố gắng để mà block cái bãi quái đó. Làm cho mấy con Nick Nap không thể nào buôn được. Cái game đấu trước của Team OG và Team Nigma thì em cũng không có cơ hội được theo dõi. Nhưng mà lúc ấy thì mình có lên kênh một tí. Thế thì đúng một lúc mà đang hình như ban pick cả anh. Thế là các bạn trên kênh cũng hỏi là đâm ai. Thế là em bảo chắc chắn 1-1. Y rằng hai công. Thật ra thì anh có phán 1-1 em ạ. Xong. Rồi em biết. Ôi. Ở đây tại sao anh lại, chọn, anh lại chọn Nigma. Vâng, và bây giờ thì Kazani có cho mình đó là một mạng của anh chàng No One rồi. Vâng, 2-0. Một cái verify làm anh ta lật kèo. Đâu đấy thì em biết là gì không? Chen của Baba, solo kin AM của Miyako. Cái gì? Chen solo kin AM. Nghe là biết câu chuyện nó đi về đâu rồi đấy. Vâng, hôm nay thì nếu mà anh em theo dõi kỹ những cái kênh truyền thông thì anh em có thể thấy là Nigma mới đưa lên cái fanpage của họ. Đó là một cái logo mới. Nigma cướp cả nhà của bạn. Người ta là bảo là các anh em gọi là ở nhà để tránh đại dịch. Em chả biết ở dịch, nhà ở đâu không? Rõ ràng là luôn. Nhà của tôi. Nhưng mà Nigma lại ở trong nhà của tôi. Thì rõ ràng là Nigma đã cướp nhà của tôi rồi. Vâng, 2-1 dành cho bên phía của team VP. Khi mà họ có vừa có một mạng. Nhưng mà BB cũng phải đổi mạng luôn. Cái mạng đổi này của No One là hay này. Nhưng mà cái vấn đề là anh ta rượt đi ra. Thì bây giờ anh ta sẽ không có TP nữa. Anh ta giết được Hurtka trước. Anh ta có XP, có tiền. Nhưng mà bây giờ anh ta phải đi bộ ra. Trong khi đó thì Sunny thì anh ta vẫn còn đó cho mình cái TP. Vâng, và 4-1 là tỷ số hiện tại. Khi mà Bad Rider vừa chết rồi, Hell Ranger đang dẫn cho mình đó là 1k tiền. Miranda hướng đến cho mình item đầu tiên. Đó là một cái giày mana. Giày anh đang bị body block và Mimoska. Có một pha kinetic field khá hay. Tàn ngược lại đến từ bên phía Jack nhưng anh ta đang gặp quá nhiều khó khăn. Và mạng dành cho bên phía của Mimoska 5-1. Ở giải đấu We Save thì VP thua HR tôi có thể hiểu được. Đấy là một giải đấu không có tiền. Nhưng mà giải đấu này thì Bright Bull là 200.000 đô. Mà cảm giác như là VP thì họ vẫn đang thua thiệt hơn team HR rất là nhiều. Có lẽ như là trình độ HR là có thật. Chứ không phải chỉ là gọi là mấy ông kia lươn lẹo đâu.
Em lại cứ tưởng là anh lại bảo là vì giải này online nên là tôi cũng tin là VP cũng thua. Giải này tiền nhiều đấy. Đúng, một cái giải đấu mặc dù là online thôi anh em ạ, nhưng mà nếu mà để so sánh thì nó cũng, em nghĩ là nó sẽ bằng một cái lượng tiền thưởng so với Miner. Đúng rồi, bằng Miner đấy. Cái giải này thì nó chỉ ở khu vực EU cả CS thôi, thế nên là không có quá nhiều team đâu. 5-1 là tỷ số hiện tại và hớt cả dịch lên, anh ta vẫn đang cố gắng để là bị đọt cái con Mr. Bank này trong tay của No One. Dính đến khá nhiều cái chặt Burning Spear và anh ta phải nằm xuống rồi. Em nghĩ là lúc nhiều nhất là 8 sờ tách. Tại sao anh ta lại cứ để cho đối phương ném liên tục cái lao vào người? Như anh ta muốn cương, tức là anh ta thì sẽ vẩy. Còn trong khi đó thì cái con Huska sẽ phi lửa. Nhưng mà anh ta quên mất là Huska phi lửa thì nó có đam per second. Tức là Huska anh ta chỉ được cảm giác bùng ra, anh ta lùi ra thôi. Và cái con Mr. Bank thì không thể mà đuổi theo để vẩy tiếp được. Rõ ràng như là No One anh ta tính toán cái lượng đam là sai rồi. Có Huska này để nó có tất 8 sở tách của cái Burning Spear nó là rất cực kỳ là đau đớn. Ở đây thì sao? Tiếp tục là lì ư, nhưng mà Huska thì anh ta cũng biết, anh ta thông minh đấy. Anh ta đi với cả con BB thì anh ta mắc 3. Thế anh ta không tăng công ty sớm là gì. Vâng, và khu vực dưới bot này Vầy Sô đang gặp khá nhiều nguy hiểm. Anh đã bị chặn đường lại đến từ Kinetic Field và đó là một cú tham góc lên. Đánh ngốc một phát nữa và Nick có một mạng. Tất nhiên là họ phải đánh đổi lại cái lượng HP nhưng mà không sao cả. Resolution cũng là người mà bị giam di và lên rất là nhiều. Anh ta bảo là khi mà Resol về cái team này thì chưa thấy Resol làm gì được cả. Trận đấu thì cùng lắm đánh offlane tròn vai là cùng thôi, chưa bao giờ thấy tỏa sáng. Em nghĩ một phần là vì Resol trước từ trước giờ là anh ta chưa bao giờ là một người chơi offlane cả. Gần như là anh ta có lúc chỉ carry rồi. Nếu mà anh em để ý thì thường thì những cái người gọi là polo player họ chỉ chơi từ 1 đến 2 vị trí thôi và nó phải liên quan đến nhau. Giống như kiểu là Kuroki thì ngày trước là chơi carry, đồng nghĩa việc là anh ta hiểu được là nếu mà mình chơi carry thì sắp sẽ phải làm như nào để sắp carry thể xanh. Đó là lý do vì sao mà khi giờ anh ta chuyển sang chơi sắp thì rất là tuyệt vời. Tất nhiên thì cũng có những người thì họ nổi trội hẳn lên, họ chơi được nhiều vị trí nhưng mà số ít thôi. Đúng. Một người thì tôi có thể giới thiệu cho anh em kiểu là Esama thì là chơi mọi role rồi đấy, tất phải vào role như thì mới chơi được mọi role. Cái ông ở Lịch Sử Lô Dấn này đòi chơi mọi role thì không được, làm sao bằng Esama được. Không, Reso thì em vẫn cực kỳ thích cái thời hoàng kim của anh ta, cái thời mà anh ta còn lead team Empire. Đời đấy là Reso đi mid hay là đánh carry nhỉ? Đi mid. Reso thời đấy là vừa là captain in game, vừa là mid laner và vừa là ban pick dành cho Empire luôn. Tức là anh ta quán xuyến tất cả mọi việc. Và thực sự thì Empire hồi đấy là một thế lực anh em ạ. Không ai mà không nhớ Empire thời đấy. Empire thời đấy. Em vẫn nhớ có một cái câu đó là không bao giờ sai nhá. Tức là team nào mà đang mạnh chỉ cần gặp Empire thua hai trắng. Ui. Mà team nào mà đang yếu gặp Empire thắng Empire 2-0. Tức là Empire là một team miracle, họ có thể thua được tất cả những team yếu nhất. Nhưng mà có thể thắng được tất cả những team mạnh nhất luôn. Đấy, Empire hồi đấy thì chắc phải tầm 2015. Đúng không? Empire thì anh em biết rồi đấy. Khi mà gặp team mạnh thì chúng tôi sẽ rep bọn họ. Còn khi mà gặp team yếu thì chúng tôi thua. Vâng, gọi là nói vui một chút về Resol ngày xưa thôi. Giờ thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với game đấu này. Phút thứ 7. Và hiện tại Hellraiser có vẻ như họ chuẩn bị có thêm một mạng nữa. Đó là mạng dành cho người chơi carry. 8-1 rồi. Bên phía của team VP thì họ vẫn đang giữ được cái khoảng network chênh lệch không phải là quá cao. Thì hạt con của họ là con BB ở mid thì chết nhiều đấy, nhưng anh ta farm được. Anh ta lên một cái Amulet hơi lạ nhỉ. Con BB lên Amulet thì thật sự hơi dị anh em ạ. Amulet thì cho BB đó là armor, đó là máu và một chút đam nữa. Con BB này thì nếu mà lên theo đường đánh tay thì vẫn được. Web King mới là người quan trọng. Web King thì vẫn xanh. Còn ở dưới bot Bat Rider, thật sự mình cứ nghĩ là Bat Rider phải làm nhiều hơn cơ. Mà tôi có Bat Rider này thì anh ta liên tục là chết dưới tay của Void. Void đang người giàu nhất bản đồ rồi. Miboska, một con Reaper đã có chung level 4. Một cái lối chơi mà anh ta mắc 2. Em nghĩ là phù hợp với một người chơi sắp 5. Anh ta sẽ cố gắng gọi là hỗ trợ đồng đội để bù lại lượng XP mà bình thường cái người chơi sắp 4 sẽ lấy đi bằng quyển sách. Anh ta vẫn có thể có level được. Hurtka hiện tại này thì đang đứng top network. Nhưng bây giờ thì bên phía team Spirit họ di chuyển xuống bot. Không có ai đến từ Hellraiser đứng ở đây cả. Đây là BB, anh này là tự nhiên anh thấy quả Spirit đúng không? Highlight to win đúng không? Anh nhầm một tí. Nhầm tí anh em ạ. Hôm nay anh em thông cảm thì ối thì cũng gọi là làm từ 12 giờ trưa.
gọi là phải lead cả một đội sản xuất nữa thì cũng là tương đối mệt anh em ạ. Thế nếu có nhầm lẫn gì thì anh em bỏ qua. Anh em biết là cái 500 đô ta của mình thì thật sự thì để mà bảo là kiếm ra tiền thì cũng có đấy, nhưng mà chưa nhiều đâu, nên là cũng phải lo những cái thứ khác nữa, nhiều thứ luôn đấy. Hôm nay anh có biết không, hôm nay em vừa làm việc của anh, cái việc mà bình thường anh làm với em khi mà làm puppy, em vừa làm việc của cam 4, tức là em đang tiến hóa thành bạch tuộc anh em ạ. Hai tay của mình thì đều cầm hai cái chuột, mình cũng chả hiểu là mình đang làm cái gì. Vâng, thực sự là tôi đang tiến hóa anh em ạ. Mọi khi thì làm puppy có tôi hỗ trợ ối nữa, nhưng mà hôm nay anh em biết rồi, tôi ở Katota thì ối phải làm việc hai người rưỡi. Tôi cả ối ngày xưa phải làm việc của khoảng độ hai người rưỡi rồi, bây giờ thì ô tôi đi thì ối thì phải làm hai người rưỡi thôi. Cày dã man. Thôi thì công ty cần thì mình gọi là ấy thôi, có gì đâu. Quay trở lại trận đấu xem nào. Khi mà 10 phút, 2k netboot chưa phải là nhiều đâu. Bên phía của team HR thì cái khả năng boot vào trụ của họ, khả năng boot trụ thì chắc chỉ là Huska thôi. Tầm thời điểm hiện tại, con voi này boot không phải là quá nhanh. Thế nên là VV thì họ vẫn có thể yên tâm là các thành viên co họ vẫn có thể được farm tiếp, chưa phải di chuyển đi dead quá nhiều làm gì cả. Con voi này có vấn đề rồi nha, một con voi 10 phút anh ta có bao giờ chít, có một cái MOM, gần như bây giờ mà anh ta úp lồng ai thì người đấy chết, chỉ cần một chút lượng đam hỗ trợ đến từ bất kỳ thành viên nào thôi, không cần phải là Diana hay là phải là voi spirit, ai cũng được, chỉ cần thêm một chút đam thôi với cái MOM là con voi có thể giết được người rồi. Có một bạn, đó là bạn Đặng Nguyễn Gia Linh, đang có chat là delay thì không biết là tình hình như nào anh em. Không biết là anh em có đang bị delay không? Để bọn mình có thể là refresh lại cái clean feed. Chắc là có một vấn đề thôi. Tại vì như anh em thì mình cũng đã chia sẻ với anh em rồi, cái clean feed khi mà dùng với OBS thì nó cũng có một vấn đề, đó là cứ khoảng tầm 1 tiếng là delay khoảng tầm 1 giây. Nó bị delay tiếng đúng không? Thì bọn mình phải refresh lại cái đấy là xong. Anh em thì có bảo là không. Ra thì mình wow, chưa thấy ai cả. Hớt ca 9 phút 58. Tức là anh ta nhanh hơn so với cái tốc độ trung bình ở phiên bản này của các player khác, đó là hơn 2 phút rưỡi. Thực sự là một cái tốc độ nhanh anh em ạ. Hớt ca có cho mình 5.500 tiền. Và bây giờ thì bên phía của team Hellraiser họ di chuyển bằng một cái smoke lên khu vực top lên. Tuy nhiên không ăn không Wedking đâu. Wedking thì có em không hồi nghĩ là họ sẽ không nhắm đến I Like To Win. Và có vẻ như là chỉ quay sang mà ăn những con clip thôi. Anh em thì người bảo là không, người thì bảo là một tẹn. Cảm giác anh em bảo không thì là nhiều. Chưa vấn đề gì cả. Đây wow, stun trượt rồi. Phần Nick né được một pha stun và anh ta đã đi về thôi. Em khá là thích cái sát ấy, tại vì họ là một trong B3 mà làm những cái kiểu là tính toán thông số trung bình, như là nhanh hơn, chậm hơn, nó rất là chuẩn chỉ. Và về rồi đã phải nằm xuống sau một pha thả Starphone. Còn Ramsey anh ta vừa lên về xô có lý do đấy. Còn Mark Rider 040 rồi. Chưa, thật sự anh ta chưa thể hiện được cái gì cả. Giết không, chết 4, không acid được cái mạng nào cả. Gần như là chưa đóng góp được vào lối chơi chung của team. 9-1 rồi. 2k netgold chênh lệch. Hiện tại thì Fnatic mới chỉ có cho mình đó là một đôi giày phây cũng như là một cái ơn thôi. Lâu đấy, thế này là cũng được rồi. Học lên ta sẽ ứng lấy cho mình cái peso để mà ta tơ lại DV. Mr. Bank thì đã có cho mình đó là một cái măn gác và anh ta đang hướng đến Heaven Harbor. Lừa, ban lấy nhìn dí vào cái Amlet, hóa ra là lừa. Cuối cùng thì anh ta vẫn là lên theo đường tăng thuần thôi. Làm sao chịu BB lên Amlet? Em nghĩ là lừa đúng không? Lừa. Thật ra thì cũng có, nhưng mà hi hữu lắm, rất ít. Nó cũng cái kiểu như là LC lên Amlet thôi. Thậm chí là LC lên Amlet thì nó còn gọi là hiệu quả hơn, thấy nhiều hơn so với cả BB lên Amlet. Vâng, và bây giờ có một tình huống break được. Có vẻ như là Hunka vẫn chưa phải nằm xuống. Hơi tiếc dành cho dây ách. Anh ta đã cố gắng rồi nhưng mà không thể nào mà có mạng của Kasani. Giờ thì Nick anh ta cố gắng giữ chữa lại no one bằng tình huống thang delay chân đang có tràn lên đến các thành viên của Hellraiser. Và cái mạng này của no one có vẻ như khá là khó để giữ đấy. Anh ta khá cứng với một cái van gác và lượng phản đam lại có vẻ như là khá nhiều. Tuy nhiên bây giờ thì dính cho mình đó là tiếng bắn tên và đó là mạng dành cho vị trí của Fnatic rồi. No one khá cứng đấy, nhưng mà với 5 người thì cái việc biết con BB này thì vẫn là có thể thôi. BP cảm giác như họ chưa muốn đi đánh nhau thì phải. Quyết định là để cho Wedking farm tiếp. Bad Rider thì với việc là quá phế rồi, ta buộc lên cố gắng lên cho mình thêm những con đồ. Bây giờ 14 phút mới có được 14k netbook thôi. Ăn có san trộm rồi.
chúng ta cùng nhau xem lại cái việc cái đây là Nick Azin thì anh ta bị phát hiện rồi. Đúng. Khi mà ở đây có một cái Sentry và không lý do gì là để cho bên phía của Hellraiser họ không phản ứng lại kịp cả. Rất là cảm ơn DSL đã có một tình huống gọi là cắt lại một chút cái pha bất ngờ của Nick Azin. Và bây giờ thì Nick là người nhặt cho mình cái khiên đó. Tuy nhiên thì bên phía của Cassidy anh em tụt máu khá nhanh nhưng mà vẫn còn sống. Và Rezo thì chắc chắn là chết rồi. Tam đến được Burning Spear là khá nhiều. Và đâu anh đang làm cái gì vậy? Anh ta đánh tay bo với một con hớt cả đang cố cho mình Amlet. Và đây là kết thúc dành cho BB ở đây. Khi mà Grimchop cũng bị đuổi và Mr. Black thì không còn bao nhiêu máu hết. Trời ơi. Sunny anh ta tắt được Amlet quá hoàn hảo. Thật sự là được quay trở lại hơi muộn mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy đó là Void đã úp lồng được. Chắc chắn là bên phía của HR ăn được con Osan và thấy là thôi BB họ đánh nhau với 4 người thôi. Và Woodking này thì nó vẫn đang tập trung vào đường pha. Chết cả 4 thành viên luôn và không lấy lại được một cái gì cả. Còn một con Woodking sắp sửa có Radiant đấy. Một mình anh ta thì có thể gánh được team không? Cảm giác con Woodking này thì nó hơi giống với cả Woodking trong tay của ATG. Trận đấu giữa team EG và team Klazi mà mình báo cát mấy hôm trước. Woodking của ATG giàu nhất bản đồ nhưng mà không làm gì được. Vâng, Resolution khá nghèo. Hiện tại anh ta chỉ có cho mình đó là 4.500 tiền. 050 anh em ạ, không có bắt Rider. Anh ta có thể là 05 nhưng mà anh ta không thể mà không acid một mạng nào cả. Mà thật ra thì VP thì mới giết được một người thì bảo là bắt Rider muốn acid thì cũng chẳng biết acid ở đâu. 15-1 gần như là một cái tỷ số nó quá áp đảo. Vâng, và Hoàng Tùng Giang ạ. À, ok, cảm ơn Hoàng Tùng Giang rất nhiều. Hoàng Tùng Giang ơi, bạn cho tôi mua được súng Call of Duty chứ tôi uống nước ngọt thì tôi có uống nước ngọt đâu. Đây là một người bạn của anh ở bên Nhật à? Ừ đúng rồi, bạn anh bên Nhật. Vâng, và rất là cảm ơn người anh em Hoàng Tùng Giang đã có một tình huống super chat. Cảm ơn Hoàng Tùng Giang rất là nhiều. Hoàng Tùng Giang thì để Hoàng Tùng Giang thì là vui vua chúa, vui chúa luôn. Nếu anh em có chơi về những cái món đồ gọi là hình hiểm, gọi là hình nộm với Vibu ấy thì có thể liên hệ Hoàng Tùng Giang, chắc chắn là sẽ cùng sở thích. Vâng, 15-1. Thực sự thì với 5k network em nghĩ là nó cũng tương đối gọi là ổn dành cho bên phía Hellraiser sau 16 phút thi đấu rồi. Có vẻ như là họ đã bắt đầu có một lợi thế tương đối đầy đủ và bây giờ họ sẽ click với nhau tận dụng cái lượng sát thương đến từ bên phía 1k. Nhưng bây giờ thì Phanix bị bớ vào, anh ta khá cứng và có vẻ như là vẫn về được thôi. Ui, VP không hề có bao nhiêu sát thương cả. Và solo, anh ta kịp TV về nhà, anh rất là may mắn. Vessel, anh ta lượng máu anh ta đầy rồi, tăng lên rồi, không chết được. Okay. Vessel thì nó không giảm hết 100%. Rồi. Nó khác với cả, nó bị nớp đi rồi. Vừa rồi thì Bad Rider của Resolution cố gắng làm cái điều gì đó. Anh ta cuối cùng thì vẫn rất là phế thôi. Khi mà anh ta bắt được Void Spirit đấy bằng Lasso nhưng mà cũng mất luôn bởi vì cái gửi về của Disruptor. Bây giờ thì HR họ đang có rất nhiều lợi thế, có thể tự tin mà bút lên thôi. Còn Huska đang hướng đến cái gậy xanh. Khi mà bây giờ gậy xanh thì nó cũng là đã bị nhìn thấy. Nick ngay lập tức là có một tiếng đóng lồng và Mimoska không hề ngần ngại. Anh ta giật xe tèo và có vẻ như là lại là một mạng của Mimoska rồi. Nó là trên cục rồi đấy. Thấy bắt Rider là úp đồng luôn. Thì boss này thì No One anh ta đã đẩy lên thành công và sẽ là di chuyển về tham rừng thôi. 6k network. Bên phía của VP thì họ chưa có cơ sở nào để mà combat cả. Thật sự bây giờ thì khó để combat. Combat tổng của họ thì họ không có skill combat tổng. Phải là cái con Grimchop link được 2 người. Sau đó là bắt Rider lát xuống được 2 cơ thì mới có thể chơi được. Wow, một cú đội thổ khá hay đến từ Phanix. Và anh ta sủi đi thành công. Trên top lên thì Cassidy vẫn đang đẩy. Cái đường này khá cao. Và hiện tại thì có vẻ như VP cần phải cắt cử người lên. Cái thằng Minh này lên dây gờ gờ Miranda. Ui, nhanh hơn 4 phút liền. Vâng. Không phải thôi. Khi mà HR đang là một trận đấu HR hoàn toàn là gọi là giáp đảo anh em ạ. Mọi thứ, mọi hero của họ thì đều là lên đồ nhanh hơn so với bình thường. Bởi vì họ đang là người dẫn. Họ farm quá thoải mái ở trên map. Bên phía ở VP thì VP này yếu quá nhở. Vâng, VP mất giam gì. Là hơi đuối rồi. Và bây giờ thì có một tình huống bắt được vào vị trí của solo và phân tích anh ta sẽ có mạng thôi. Solo lên mạng. Ủa, nhưng mà họ lại bỏ quên một con hàng khá là quan trọng, đó là anh chàng Mr. Black. Không sao cả, họ thiếu đi cái CC để giữ chân con Mr. Black rồi, nhưng sao giết được là con Grimchop cũng được. Vào xe
xem Red lật kèo ngay. Vừa rồi thì anh Hiếu có gọi là gọi người bạn của anh ấy là Weibo chúa ấy, em biết đâu bình thường có gì đâu. Rồi. Bây giờ 2020 rồi ai chả là Weibo, anh em gọi thế vớ vẩn còn thích kìa. Ừ, chả thế em cũng là Weibo. Bây giờ 2020 rồi anh em, ai mà chẳng Weibo anh em ơi. Anh em nhìn tôi Weibo loi ra chẳng bao bình thường, tôi giấu thôi. Thật ra rõ ràng là làm Weibo là rất là vui, đúng gì đâu. Chắc chắn là mình phải cá khoảng tầm bây giờ phải tầm một nửa anh em trên kênh đã từng nghe cái bài hát gọi là cái gì nhỉ? Cuộc sống này là thật vui khi bạn là Weibo. Trên kênh thì anh em cứ gọi là Weibo ngầm thôi, chả vừa dấu diếm thôi, Weibo hết. Vâng, và bây giờ thì có một tình huống kéo được vào vị trí của Nick Galaxin. Tuy nhiên thì Hellraiser họ có mặt quá muộn, có vẻ như là vẫn vơi được khi mà Jack chưa chạy quá xa. Nào, còn Nick Galaxy này, anh đang cố gắng để giúp kinh hết đớt rồi. Được. Hết đớt rồi nhưng mà cái ơn nó vẫn là đủ cái lượng đam. Trên top này thì sao, Bad Rider của The Solution một lần nữa phải nằm xuống rồi. Vâng, con Bad Rider thôi bỏ qua anh em ạ. Trông không có một cái tác dụng gì cả. Đây là một con Bad Rider. Biết là được mấy là mình quên mất anh em ạ. Hình như là bước khá là sớm nên ta cũng cao cơ nặng đấy. 19-1 Hellraiser đang dẫn cho mình đó là 7k tiền. Một game đấu mà có vẻ như I Like To Win hoàn toàn là không hề tham gia đánh nhau anh em ạ. Anh ta đang có một Incaria là 000, chơi điện tử với clip thuần luôn, không tham gia đánh nhau. Hợp lý đấy, không đánh nhau được. Nhưng mà không đánh nhau được thì tham gia đánh nhau làm gì, thà farm và chờ đối phương mắc sai lầm ở giai đoạn late game. Vì khi mà đến giai đoạn late game chỉ cần thắng một combat thôi thì câu chuyện nó sẽ khác rất là nhiều. Khi mà đối phương lên bảng thì thường nó phải lên tới khoảng độ 40 giây trở lên rồi thì thắng một combat là đến là clip gần nhà đối phương có thể ăn luôn cả một rách rồi. Thì lúc đấy sẽ là cố gắng lật kèo chứ bây giờ tập trung vào việc farm thôi. Chúng ta thấy ở cái season này thì HR không biết đúng không, 50-50 thôi, DP thì đang phải 60% và trận đấu này cái số liệu đấy nó không đúng rồi. Đúng. Thì mà có vẻ như là Hellraiser đang cửa trên hoàn toàn, mất đố lắm mạng. Dành cho ai đây? Và còn một cái đâu? Mình đã mất một mạng rồi. Định tiếp tục đấm theo và những cú bát có vẻ như sẽ là đủ rồi. Trong cái đó thì tôi chưa nhìn thấy được ở đâu, nhưng mà bên phía của VP họ có cho mình mạng của Roger. Không cần dùng cái lồng khi mà họ biết rằng là thông tin là 4 thành viên còn chính xác 3 thành viên còn lại bên phía VP đã đi biết là giữ Diana rồi. Bây giờ thì chơi lên 2 round thôi. Khi mà con viết kinh này không có bay back, HR thì họ không biết điều đấy đâu, nhưng mà họ cứ bút thôi. Nếu mà bay back thì lùi về, nếu không bay back thì bọn tôi ăn back luôn. Giờ thì VP sợ mốc. Em không nghĩ là họ có thể đánh được ở trong thời điểm hiện tại với 9k tiền chênh. Hơi khó. Thực sự là hơi chưa khó. Chưa kể là cái con voi này nó còn chưa dùng cái lồng đâu. Bad Rider bây giờ thì bắt vào ai là hợp lý nhỉ? Có lẽ chỉ bắt vào Void thôi, bắt Huska lượng đam sẽ là không đủ. Và có cả một cái lồng để backup Huska nữa. Thôi thì cố gắng bắt vào con Void này. 21-2 VP thực sự đang gặp khó khăn trước Hellraiser. Và bây giờ thì No One là người đầu tiên di chuyển ra khu vực mid lane. Resolution đi ngay ở đằng sau. Anh ta đang chờ sẵn bằng một cái blink. Nhưng mà Nick di chuyển vào và đón một cú úp lồng dính 3 thành viên. Trời ơi, Mi Posca rất nhanh tay đặt theo một cái static storm. Và thế là kết thúc dành cho bên phía của VP rồi. No One sẽ làm gì đây? Đã không còn quá nhiều máu nữa. Và những cú nhổ gai là không hề thấm tháp gì cả. Một cái lồng đèn, thêm sau đó là một cái static storm cũng như là khi đánh fill. Nó quá chuẩn bài đi. Bên phía VP gần như là 3 thành viên họ không dãy dụa được một tí nào cả. Galaxy thì đã cố gắng sờ tan vào người của con voi này đấy, không đủ để mà cứu ai bên phía VP về cả. Bây giờ thì HR họ đang tự tin, nhưng mà họ cũng là đánh rất là chậm thôi. Biết là về late game thì họ cũng rất là mạnh, chẳng có gì vội cả. Chúng ta cùng xem lại. Chúng ta sẽ cùng xem lại. Vâng, một cái combat mà có vẻ như Nick là người đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nhưng mà anh có thấy không? Hellraiser họ chia người rất là tốt, tại vì họ biết là cái con Mr. Bag này rất là cứng. Nên là đó là lý do vì sao mà Roger đã bắt cái tên về phía của anh ta. Vâng, thực sự là quá kinh khủng anh em ạ. Sắc boss thì voi anh ta sẽ đấm chết được thôi. Nên là cố gắng bắn tên vào cái con tăng cơ nhất, đó là con BB. Đây thì lộ rồi này, Phan Nick sử dụng một cái chói mà anh ta biết được là có người đấy. Bởi vì anh ta vừa ném ra thì mất luôn.
rõ ràng đối phương đang smoke, hoặc là ít nhất phải là một con Nick Galaxy nó đứng ở đấy. Và bây giờ thì về solution, anh đã bật một cái Firefly lên nhưng mà không thể làm gì cả. Nào, làm gì đây? Thực sự là quá khó dành cho bên phía của VP. Nếu mà anh em có theo dõi những cái trận đấu mà gần đây nhất của Hellraiser thì đó là cái kèo đấu bo 5 với team Digma ở trong cái trận chung kết tổng của giải WePlay Charity. Mặc dù cái giải đấu đấy thì mình không cát nhưng mà mình có theo dõi, và thực sự là Hellraiser đang là một đội team mạnh. Khi mà họ mình thấy là họ đánh ngang cơ với cả Digma luôn. Tất nhiên Nigma thì cũng đang thi đấu kiểu là phập phù, nhưng mà thì xem Nigma chán em ạ. Nigma vẫn pro đúng không? Nigma thì vẫn phải xếp vào hàng tier 1. Đấy. Thật sự thì trước khi mà gặp Nigma ở trong trận chung kết ở giải đấu đó thì bên phía HR họ có một chiến thắng 2-0 trước VB và thêm một chiến thắng 3-0 trước Na'Vi, không yếu một chút nào đâu. Và VB và Na'Vi gần như là hai team đang mạnh nhất ở khu vực CIS rồi. Khi mà cái giải đấu ESL Los Angeles ấy, giải Major, thì VB với cả Na'Vi là đại diện của khu vực CIS, chẳng qua là giải đấu thì cancel bởi virus corona thôi. Nên là tính ra thì VB ở Na'Vi vẫn đang là mạnh nhất. Tuy nhiên HR họ cũng bắt đầu cho thấy là họ muốn là cái đối trọng ở khu vực CIS rồi, không muốn để cho VB cả Na'Vi là độc tôn nữa. Vâng, 24-2, 42k net chain thì rõ ràng là bên phía của team Hellraiser là người đã có lợi thế, nhưng mà Nick bị mớ vào rồi. Nào, có ai cứu anh ta không đây? Mustang này có vẻ như là đủ với Nick. Ui, anh ta đã chết rồi. Giờ thì combat là 5-4 và VP quay ngược trở lại. Người đầu tiên họ bước vào đó là vị trí của Kasani. Sau đây, một hơn cả không có cho mình, đó là Kiregit. Vành đạp 15 xuống, đột nhiên thì VP tìm lại được chính mình. Và Hellraiser đang gặp nguy hiểm rồi. Họ mất đi hai người khá quan trọng. Vừa khen theo mình cả. Combat vừa rồi thì solo là MVP. Một cái ulti là con voi nó không thể tham quắc đi để cầm máu được. Là chết luôn. Bây giờ thì ăn được một trụ quan trọng. Nếu mà ăn được con Rosan này thì bên phía của team solo, thì chắc là bên phía team VP họ có cơ sở để mà chiến thắng. Thôi anh em, em tin là anh em mình nên tăng gì. Gọi là khen tăng đi. Khen đi, mình cứ khen đi. Mình thật lắm. Cái quan trọng ấy, anh em mình phải biết bảo vệ giấc ngủ của chính mình. Mình khen mình... là tăng luôn. Mà đây mà game 1 mà biết làm sao game 2 ai thắng được. Khen đâu, cứ khen ra đây 3 game thì... Rồi thôi, không. Vâng, và bây giờ thì có vai vách đến từ bên phía của anh chàng Puska rồi. Nào, liệu là bên phía của Hellraiser có thể đánh được không đây? VP vẫn đang chảy cối đứng hàng đầu sàn. Và người ăn tên đó là cái chữ No One. Nhưng mà anh ta không quan tâm lắm. Cộng thêm một kéo đến từ bên phía Phan Đích nữa. Và VP đang mất khá nhiều thời gian. Và người ăn được con đầu sàn này có lẽ sẽ là Hellraiser mà thôi. VP chỉ có bỏ thôi. Họ bỏ thôi, khi mà họ hết sạch con đi rồi. West King không có, Dreamjob không có, và Nick Asin cũng không có. Cái việc mà bỏ lại Konosan này thì Huska anh ta đã bài back ra, nhưng mà bây giờ anh ta cầm Aegis thì anh ta không sợ đâu. Thực sự thì vẫn đang chưa lật được anh em ạ. Mất Konosan thì câu chuyện nó sẽ là khác đấy. 25-4, 9k, 10k net chain. VP mới chỉ kéo lại khoảng tầm được 2k. 2k tiền. Không quá nhiều. Hai cái cầm đánh thì thật ra thì Huska thì anh ta cũng có cho mình cả cầm đánh rồi. Cái cầm đánh có status resistance, có thể giảm đi cái thời gian nếu mà anh ta bị cầm đánh. Mình nghĩ là vẫn ổn thôi. Con Oscar này thì khóa tay nó thì cũng không phải là quá nhiều đâu. Quan trọng là phải là khóa con voi. Con voi mới là nguy hiểm. Với cả em nghĩ là cái việc khóa tay một Oscar có cho mình cái Heaven Harvest cũng không phải là ý kiến quá hay. Tại vì anh ta đã được giảm đi cái thời gian trạng thái rồi. Cái thời gian khóa tay nó không còn quá nhiều nữa. VP vẫn có thể chơi được một game đấu, cơ hội dành cho họ là vẫn có. Và VP, ôi dây ách đi vào trong cái vision của đối phương và anh ta không hề có cửa để chạy. Cố gắng bật cho mình cái phản đao nhưng vẫn chả thể làm gì cả. Cái gai đấy nó chỉ gọi là giữ chân lại, câu kéo một chút thời gian thôi. Anh có nhìn thấy cái chân nhẹ của cái con Pistol Max này không? Nhìn nó ghê ghê không? Đúng. Em thực sự khá là thích cái chân nhẹ này. Bây giờ thì Nick bớ được đối phương rồi. Nào, anh ta đang suy nghĩ cái việc úp lồng khi mà đang dính cho mình cái Heaven Harvest. Bây giờ thì có cơ hội để có thể đấm chết được No One khi mà đã có CC. 27-4. Một game đấu mà có vẻ như là VP họ tiếp tục đánh lỗi rồi. Lại mất đi vị trí của No One. Nick thì đang tìm kiếm về solution nhưng anh ta không thể tìm được. Mirana
sau khi có JG thì đã có cho mình thêm cái Fula rồi. Thật sự trận đấu này thì con support bên phía của team HR là Miana thì nó rất là giàu, anh ta thậm chí còn giàu hơn cả offlane bên phía VP. Đây Muska anh ta nó núp của mình, anh ta cần phải chờ đợi clip của Nick di chuyển vào đã. Vâng, vẫn tốt, cú combo quá đẹp mắt đến từ các thành viên của Hellraiser. Cái đâu này nó là mắc thời gian, chắc chắn là cái con Nick Asin trong tay sẽ phải lên bảng đối rồi, không lật được rồi. Giờ thì làm sao để cho VP có thể chơi được đây? Quá khó. Nick Asin lên bảng đến 59 giây nữa, còn BB thì còn 25 giây. Và giờ tiếp tục là một cú kéo và cộng thêm một cú bắn tên. Một cái combo quá hoàn hảo bên phía Hellraiser. Bây giờ thì anh ta vẫn ca bị bố vào, anh ta vẫn cố vẫn mạng qua lại trung pin và kịp bật cho mình Outlet lên. Giờ thì đánh tiếp nào với cái static to nhưng có vẻ như là lượng sát thương đi tới bên phía của VP là đủ. Họ cố một mạng của cái kia đây ghét, nhưng mà mạng thứ hai thì sao đây, đã phải đổi lên một người rồi, đó là vị trí của Ray Johnson và Ally to win cũng phải chết luôn. 34 và mình không nghĩ là VP có thể chơi tiếp được ở trong game đấu này. Quá khó rồi. Và GG vào phút thứ 29 vừa tròn 30 nếu mà cái throw nó nổ. Nào, trong đúng 30 không? Đúng 30 luôn anh em ạ. 30 thì không phải là nó đẹp thôi đúng không?